Chúng tôi xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả. Hiện tại thì các bạn đang theo dõi những hình ảnh được truyền trực tiếp từ sân đá Celeron City, và trước mặt các bạn đang là trận cầu giao hữu cho buổi tối ngày hôm nay giữa các thủ Thiên Hoàng Star FC và đội bóng Tâm An FC. Rất lắc léo, những pha kiểm soát bóng đến từ Hoàng Anthony, đội trưởng bên phía đội bóng xanh, dứt điểm nguy hiểm không vào. Và kết thúc vừa rồi đã không mang về bàn thắng mở tỷ số dành cho các thủ Thiên Hoàng Star. Các thủ áo xanh lại hơi thiếu bình tĩnh trong những đường truyền quan trọng. Đây là cơ hội nữa cho Minh Đạt, đường chọc khe vẫn còn nguy hiểm. Như vậy đó là tình huống đốt lưới nhà của các cầu thủ bên phía đội bóng Thiên Hoàng Star. Tỷ số đã được mở dành cho cầu thủ Tâm An FC trong một tình huống mà hàng phòng ngự bên phía đội bóng áo xanh đã xử lý chưa được tốt. Một bàn thua khá đáng tiếc của các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh Thiên Hoàng Star khi họ đã cố gắng phòng ngự. Cú chơi bóng của Hưng Đen dành cho Minh Đạt rất chậm chạy. Những nỗ lực dành cho cầu thủ áo số 6, cú dứt điểm đã đi không đủ chính xác. Và chúng ta cùng chờ đợi pha thực hiện quả đá phạt của số 16. Đó là một đường chuyền xuống đáy biên căng ngang. Không có được pha tiếp cận nào dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Tâm An FC. Thêm một đường chuyền dài nữa. Pha triển khai tốt của các cầu thủ áo đỏ. Khoảng trống ở phía bên trong đang là sầm, đường chuyền ngang cho số 48 sức bình tĩnh. Cứ lòng quá đẹp mắt. Tỷ số là bây giờ là 2-0 dành cho cầu thủ Tâm An FC. Một tình huống quá bình tĩnh của Sầm. Hàng phòng ngự bên phía Thiên Hoàng Store đã dâng lên quá cao và không kịp lùi về để lộ ra những khoảng hở chết người. Một tình huống phản công 2-1 dành cho Tâm An FC và họ đã khai thác rất tốt cơ hội để ghi bàn. Vẫn là những pha xây bóng bình tĩnh. Minh Đạt thoát khỏi tầm kiểm soát của đối phương. Và đây là khoảng trống nữa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng đỏ. Minh Đạt dứt điểm vào. Tỷ số bây giờ là 3-0. Số 6 đã xử lý sức điềm tĩnh. Và pha phối hợp sức ăn ý giữa các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Hưng Đen đã có được khoảng trống dứt điểm, nhưng cầu thủ này đã chơi sức đồng đội khi nhả bóng lại dành cho vị trí của Minh Đạt kết. Tốc độ lên bóng dành cho vị trí của Kim Thuận. Khoảng trống mở ra, pha chập khe rất thoáng. Tiếng ai kết thúc đi, pha đặt lòng chuẩn xác. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3 dành cho các thủ Thiên Hoàng Star. Tình huống phối hợp chuẩn xác giữa Phúc Sinh và Vĩ Bèo. Và cầu thủ mang áo số 3 là người đặt lòng chính xác cuối cùng để mang về bàn thắng dành cho các thủ Thiên Hoàng Star trong trận chống ngày hôm nay. Các bạn cùng nhìn lại pha phản công của các thủ bên phía đội bóng Thiên Hoàng Star để rút ngắn cách biệt. Bóng tiếp tục về lại với quyền kiểm soát của các cầu thủ bên phía đội bóng đỏ. Minh Đạt đường chuyền ngang dứt điểm 100 không vào. Những tình huống cầm bóng rất tự tin của số 16. Pha làm tường bắt đầu, bắn lên dứt điểm, khoảng trống nữa mở ra không vào. Đó là một pha cản phá xuất thần của thủ thành bên phía đội bóng Thiên Hoàng Star. Vẫn là những nỗ lực lên bóng nữa dành cho các thủ áo đỏ. Một đường chuyền bất cẩn của các thủ Thiên Hoàng Star. Cơ hội tiếp theo dành cho các thủ Tâm An FC. Vẫn là những pha phối hợp điềm tĩnh căng ngang, cột xa không vào. Khoảng trống nữa cho Asam, dứt điểm ngay. Thêm những cái đầu ngón tay đã kịp thời cứu nguy dành cho các cầu thủ Thiên Hoàng Star. Có một tình huống xử lý bất cẩn nữa. Cơ hội 3-2 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Tâm An FC. Sức đông các cầu thủ đỏ trong vòng cấm. Quyết định dứt điểm và bàn thắng nâng tỷ số lên 4-1 đã đến. Hệ quả tất yếu cho những sai lầm của hàng phòng ngự bên phía đội bóng Thiên Hoàng Star. Họ phải nhận bàn thua tiếp theo. Hưng Đen kết thúc rất lạnh lùng. Pha bóng phản công nhanh. Chỉ có hai cầu thủ phòng ngự bên phía Thiên Hoàng Star và có đến 4 cái bóng áo đỏ đang dâng cao lên, tạo ra rất nhiều những thế gồng kìm. Một pha tranh chấp quyết liệt nhưng không lấy được bóng. Và đây là cơ hội tiếp theo dành cho các cầu thủ Thiên Hoàng Star. Căng ngang đi, đường chuyền ra, dứt điểm quá nhẹ, quá đáng tiếc. Chúng ta cùng chờ xem. Hưng Đen đứng trước bóng. Thêm phương hướng dứt điểm thẳng sức nguy hiểm, không vào. Nỗ lực đột phá không vượt qua được các cầu thủ áo đỏ. Một tình huống phản công nhanh nữa dành cho các cầu thủ bên phía Tâm An FC, không vào. Rất nhiều những không gian dành cho chân sút áo đỏ. Asam không dứt điểm mà lại làm đường chuyền. Đường chuyền ra không được, cú đặt lòng lại đi khiếu chính xác của các tiền đạo bên phía Tâm An FC. Đó là tình huống mà Hưng Đen đã đặt lòng không tốt. Đây là cơ hội nữa cho Asam tỉa bóng dứt điểm đi không được, cú sửa bóng về phía góc xa đã đi ra ngoài. Cơ hội nữa dành cho đội bóng áo xanh, rất tự tin đi bóng. Khoảng trống rất dẻo, cơ hội nữa dành cho các thủ áo xanh, dứt điểm không vào. Một pha bóng kém may mắn của các thủ bên phía Thiên Hoàng Star. Vẫn còn thêm pha kết thúc nữa và lần này thì bóng đã nằm gọn trong lưới rồi. Tỷ số đã được rút ngắn với cú đá trái phá đến từ vị trí của Nhật Huy. Phải mất đến hai tình huống kết thúc thì các thủ bên phía đội bóng áo xanh mới có được thêm bàn thắng dành cho mình và cách biệt được thu hẹp xuống còn 2-4. Chúng ta cùng xem lại cú đá đầu tiên của Thắng Xe Đạp đã không gặp may khi bóng dội sang ngang bật ra. Lần này là 4-3. Quyết định dứt điểm, không có được điểm chạm. Vẫn còn, bóng vẫn đi vào lưới. Bàn thắng thứ 5 dành cho cầu thủ Tâm An FC. Tưởng chừng như đó là pha xử lý lỗi của Asam, nhưng rất đáng tiếc cho hàng phòng ngự bên phía Thiên Hoàng Star, họ lại không có được sự chính xác cuối cùng và tiếp tục để thủng lưới thêm một bàn thua nữa. Các bạn cùng xem lại pha đưa bóng này. Đó là pha rót bóng thẳng của anh Quân.
Và pha can thiệp là của Asom. Vẫn là những tình huống cản phá chắc chắn của hàng thủ bên phía đỏ đỏ để giải nguy kịp thời. Và đây là cơ hội nữa dành cho anh Quân. Tốc độ tốt của số 8. Rất dẻo, phản hoạt bóng lại khá dẻo. Anh Quân kết thúc ngay, không vào, không được. Cú đánh đầu bồi lại đi không chính xác. Trận đấu vừa được tiếp tục với cơ hội tấn công tiếp theo dành cho cầu thủ áo đỏ. Đường chuyền rất tốt nữa, thời cơ đối mặt nữa dành cho số 8. Dứt điểm, không vào. Và chuyển hướng tấn công rất hay, khoảng trống nữa dành cho cao thủ đỏ, đảo chân rất dẻo, kết thúc, không vào, bóng đi ra ngoài mép lưới rồi. Cơ hội nữa dành cho cao thủ Thiên Hoàng Store, đường chuyền tốt, những nỗ lực xoay sở, vẫn còn, vào, cách biệt đã được thu hẹp, tiếp tục dành cho cao thủ Thiên Hoàng Store. Pha phối hợp chính xác và điểm chạm đơn giản đến từ vị trí của Hoàng Anthony để thu hẹp khoảng cách xuống còn 2 bàn. Bàn thắng thứ 3 đã được ghi dành cho các thủ áo xanh trong pha phối hợp đầy cố gắng vừa rồi. Kim Thuận mở một đường bóng xuống đáy biên và pha căng ngang đã đưa bóng đến với vị trí của Hoàng Anthony ở tư thế cực kỳ chống chảy. Rất nguy hiểm. Xích chút nữa thì các thủ bên phía Thiên Hoàng Store lại có thêm một bàn thắng nữa. Lợi thế dành cho các thủ áo đỏ, cơ hội mở ra dành cho Tâm An FC. Rất dẻo qua người rồi, kết thúc đi, không được, và dứt điểm cuối cùng lại đi hơi nhẹ. Vẫn là những nỗ lực dành cho các thủ bên phía đội bóng áo xanh, khoảng trống nữa mở ra đường chọc khe, cơ hội không được, đường chuyền vào trong đã không vượt qua được sự ngăn cản chính xác của thủ thành Minh Hoàng. Đó là cú đá thẳng rất nguy hiểm, vào, một bàn thắng nữa dành cho các thủ Tâm An FC. Và đó là màn tỏa sáng đến từ Hưng Đen, pha lập công thứ 6 của các thủ áo đỏ trong trận đấu này. Cú dứt điểm hoàn toàn bất ngờ đối với hàng phòng ngự của Thiên Hoàng Store. Lỗi ngăn chặn của hàng phòng ngự bên phía Thiên Hoàng Store. Cơ hội nữa trở lại với các thủ Tâm An. Qua người rồi, rất dẻo, đường chuyền rất chính xác và Asom. Asom đối mặt, một bàn thắng nữa dành cho Asom. Rất đơn giản cho những pha xử lý chính xác và hiệu quả của các thủ bên phía đội bóng Tâm An FC. Không cần phải xử lý quá rườm rà, các thủ áo đỏ đang ưu tiên sự hiệu quả lên hàng đầu và họ đã có được bàn thắng thứ 7 từ một tình huống phản công nữa của mình. Phản công dành cho các cầu thủ bên phía Tâm An FC, lại là một tình huống 3-2 nữa dành cho các cầu thủ đỏ, bây giờ là 4-2 rồi. Đường chuyền vào, bóng đã đổi hướng và vô tình khiến cho thủ thành bên phía đội bóng Thiên Hoàng Store bất lực và rớt bóng của Hưng Đen một lần nữa lại mang về bàn thắng dành cho cầu thủ Tâm An FC. Ý đồ của Hưng Đen là đưa đường chuyền đến với vị trí qua sầm nhưng nó đã chạm vào cầu thủ phòng ngự bên phía đội bóng Thiên Hoàng Store, đổi hướng khiến cho thủ thành bên phía đội bóng áo xanh bất lực nhìn nó lăn vào lưới. Những nỗ lực của các cầu thủ đỏ để lên bóng. Tiếp tục là cơ hội trở về với các thủ bên phía Thiên Hoàng Store. Khoảng trống, dứt điểm từ xa. Cú đá lại chưa đủ hiểm hóc. Thêm cơ hội nữa dành cho các thủ Thiên Hoàng Store. Đã có một tình huống đốt lưới nhà của hàng phòng ngự bên phía đội bóng áo đỏ rồi. Tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 4-8. Với một pha bóng chạm bóng không đủ cảm giác của Văn Nghi. Tình huống đốt lưới nhà của số 68 bên phía đội bóng Tâm An. Và rọt bóng từ phía hành lang cánh vào trong đã chạm chân của Tâm An của số 68 trước khi đi vào lưới, trước sự ngỡ ngàng của thủ thành bên phía đội bóng áo đỏ. Mỗi khi có được cơ hội triển khai phản công thì đội bóng áo đỏ dâng đội hình lên rất nhanh. Một pha xỉu bóng đi ra ngoài. Qua đang tiếp. Cơ hội trở lại với các thủ Thiên Hoàng Store. Đường chuyền nhanh lên phía trên. Cơ hội dành cho Nhật Quy. Nhật Quy đối mặt. Qua người rồi. Dứt điểm đi. Kết thúc không vào. 4-4. Di chuyển không bóng sức hợp lý, cột 2 không vào, cú đánh đầu lại chưa đủ chính xác. Pha bạo và đậu bóng khá dẻo của Minh Đạt, thêm tình huống dứt điểm nữa, lần này bóng tìm đến cột nhập khung thành. Chưa có bàn thắng tiếp theo dành cho các thủ bên phía đội bóng Tâm An FC. Vẫn là những nỗ lực nữa dành cho các thủ áo đỏ. Quyết định dứt điểm ngay, thêm một bàn thắng nữa dành cho các thủ bên phía đội bóng FC Tâm An. Thêm một tình huống ra chân đến từ vị trí của Hưng Đen. Số 16 tiếp tục có được pha dứt điểm gọn gàng để mang về thêm một bàn thắng nữa, nới đóng cách biệt nữa dành cho các thủ bên phía đội bóng Tâm An FC. Và càng cách bây giờ trở lại con số 5 bàn. Nỗ lực đột phá được của Minh Đạt đã vượt qua được Nhật Huy. Tốc độ càng lướt rất tốt, khoảng trống mở ra ở trung lộ dành cho Asom. Tỉa bóng về phía không xa, không vào, bóng dội vào cung dọc. Và pha đá bồi đã đưa bóng đi lên trời. Minh Thành, tỉa bóng ra biên. Thêm đường chuyền ngược trở lại. Những nỗ lực nữa dành cho Minh Đạt, kết thúc ngay. Một bàn thắng nữa được ghi dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Tâm An FC. Và là cầu thứ 10 của đội bóng áo đỏ rồi. Minh Đạt lại tiếp tục điền tên lên bảng tỷ số thêm một lần nữa bởi một cú ra chân đi rất căng và chính xác. Hàng phòng ngự bên phía đội bóng Thiên Hoàng Store đang gần như bất lực trước những cơ hội triển khai của các thủ Tâm An. Hưng Đen, đường chuyền nhanh lên phía trên. Một cơ hội phản công nữa dành cho các cầu thủ Tâm An FC. Đội bóng áo đỏ đã quá hiệu quả trong những tình huống phản công. Thêm một bàn thắng nữa dành cho Asom. Chắc chắn là như vậy.
Bàn thắng tiếp theo được dành cho Tâm An FC khi đồng hồ đã bước sang những phút bù giờ và trọng tài cũng đã nổi còi khép lại trận đấu giao hữu giữa Thiên Hoàng Store và các cầu thủ Tâm An FC. Một chiến thắng đậm với những pha phản công cực kỳ hiệu quả của các cầu thủ Tâm An. Đội quân của ông Bầu Duy Lệ đã có được thắng lợi trước đối thủ của mình và Thiên Hoàng Store